hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công thức để làm toner cho da dầu. Thì những cái nguyên liệu mà các bạn cần dùng là 100ml nước sôi, 2 hoặc 3 lát chanh và một gói trà xanh. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cho cái gói trà xanh vào cái ly nước nóng và chúng ta sẽ dùng một cái muỗng nhỏ để mà dầm trà xanh ra để cho nó tan ra cho nó nhanh. Và chúng ta sẽ đợi cho đến khi mà trà xanh nó tan ra đều. Khi các bạn thấy trà xanh đã tan ra rồi thì các bạn sẽ dùng muỗng để mà dầm trà xanh ra một chút xíu nữa. Và các bạn thấy thì trà đã tan rất là đều. Và sau đó chúng ta sẽ lấy 3 cái lát chanh để vắt vào hỗn hợp trà xanh. Và sau khi đã vắt chanh vào thì các bạn sẽ dùng muỗng để khuấy đều cái hỗn hợp trà xanh lên. Sau đó chúng ta sẽ có được một cái hỗn hợp như thế này. Và sau khi hoàn tất thì nó sẽ ra được một cái hỗn hợp vàng đều như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ bôi hỗn hợp lên mặt, rồi để khô sau 20 phút rửa mặt sạch với nước ấm. Và các bạn nên dùng hỗn hợp này mỗi ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất nhé.